4 vạn quân Nga đánh Kupian, trung tâm chỉ huy Ukraine bị đánh sập, 10.000 lính hỗn loạn thoát vòng vây. Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Adika và con đường tử thần Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội thay đổi nhiều nhân sự, Tổng thống Zelensky lên tiếng. Lính Nga cảm ơn ông Biden vì đưa siêu tăng Abrams tới Ukraine. Nông dân Ba Lan chặn toàn bộ biên giới với Ukraine, 2.400 xe tải kẹt cứng. Trước bước tiến như vũ bão của lực lượng Nga, tờ Prada dự đoán thời điểm quân Ukraine rút lui đang rất cận kề. Kênh truyền hình Internet Epresso Ukraine đưa tin giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Kupian, vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine. Phía Nga đang tăng cường lực lượng dự bị tới khu vực này, đồng thời triển khai lượng lớn khí tài khiến tình hình trở nên phức tạp. Theo thống kê của lực lượng vũ trang Ukraine trong tháng 2 cho biết, khoảng 40.000 quân Nga cùng 1.150 xe tăng thiết giáp đã tập trung tiến công, siết chặt vòng vây theo hướng Kupian, nơi có ý nghĩa hậu cần rất quan trọng đối với Nga do sở hữu mạng lưới đường sắt dày đặc kết nối Nga-Ukraine. Tạp chí Forbes Mỹ cho biết quân đội Nga có kế hoạch giành quyền kiểm soát Kupian trong tháng 3 năm 2024, đúng vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở Nga. Nga đánh sập trung tâm chỉ huy của Ukraine Nhật báo Argument of the Week cùng ngày đưa tin, cách đây vài ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết quân đội Nga đã tấn công trung tâm chỉ huy của nhóm tác chiến chiến thuật Kupian, lực lượng vũ trang Ukraine. Trung tâm chỉ huy của nhóm tác chiến chiến thuật Kupian, hai sở chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 72 và Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59 Ukraine, các hệ thống tên lửa phòng không S-300PS, ba kho đạn dược cùng trang thiết bị của Ukraine ở 126 vị trí đã bị phá hủy, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Theo hãng thông tấn Ria Novosti Krum, số lượng binh sĩ nằm dưới quyền kiểm soát của Trung tâm chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Kupian ít nhất là 10.000 người. Khi mất trung tâm chỉ huy, số binh sĩ này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Do đó, việc trung tâm chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Kupian cùng với sở chỉ huy của hai lữ đoàn Ukraine bị đánh sập là một thành công lớn đối với Nga. Bình luận trên RIA Novosti, Krim, chuyên gia quân sự Alexander Drolenko nhận định, thành công này cho thấy năng lực tình báo vượt trội của Nga. Lực lượng tình báo Nga có sự kết hợp chặt chẽ với các kíp tấn công. Điều này cũng cho thấy hiệu quả cao của lực lượng pháo binh Năng lực của lực lượng không quân và tên lửa Nga cũng ngày càng tăng lên. Theo tôi, đây là một thành công lớn, ông Rolenko nói. Nga đang đạt được bước tiến lớn ở Kupian. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cho biết, theo hướng Kupian, lực lượng Nga đã bắn phá các điểm tập trung quân lực và trang bị của Lữ đoàn Dù 25, Lữ đoàn Dù 95 và Lữ đoàn Bộ binh 141 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu Teni, Kupian, Petchanoi, Barastovi và Petroskoi. Ngoài ra, phía Nga còn đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các nhóm xung kích lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine tại khu vực làng Sinkoka, vùng Kharkiv. Tổn thất của Ukraine lên tới 35 binh sĩ, 2 phương tiện chiến đấu, 2 hệ thống pháo M777 và M198 do Mỹ sản xuất, cùng lựu pháo D-20 của Liên Xô. Theo tờ Prada, trận chiến danh Kupian nói riêng và Kharkiv nói chung giờ đây đã trở thành trận chiến không thể tránh khỏi giữa Nga và Ukraine. Thông tin tình báo mà Prada có được cho biết, trong bối cảnh lực lượng Nga đang đẩy mạnh bước tiến ở Kupian, khoảng 80% doanh nghiệp Ukraine đã được sơ tán khỏi khu vực này, và tới giữa tháng 3 thì toàn bộ sẽ được di rời. Trước đó, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia Nga Viktor Vodolatsky đồng thời là điều phối viên về quan hệ liên nghị viện với Cộng hòa Nhân dân Lugan cho biết các cơ quan chính phủ Ukraine đã được sơ tán khỏi Kupian, trong khi các sĩ quan cấp cao và các quan chức địa phương Ukraine đã tháo chạy khỏi thành phố này cách đó vài ngày. Dự kiến lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút lui vào đầu tháng 4, Prada viết. Do Kharkiv là khu vực có dân số đông, nên Nga đang tiến hành phương án bao vây để không biến nơi này thành một đống đổ nát hoàn toàn. Kharkiv sẽ sớm bị phong tỏa, vấn đề chỉ còn là thời gian. Trước sức tấn công dồn dập từ nhiều hướng của quân Nga, lính Ukraine buộc phải rút khỏi Adika. Các binh sĩ Ukraine đã có những chia sẻ về những trải nghiệm hãi hùng và con đường tử thần trong những ngày cuối cùng cố thủ tại đây. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2024, Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn Adika ở miền đông Ukraine, thành quả đáng kể đầu tiên của Nga về lãnh thổ trong gần một năm chiến sự. Thất bại này là một tổn thất to lớn đối với Ukraine. Đến phút cuối, Ukraine vẫn cố dồn quân đến Adika nhằm cố gắng đẩy lui lực lượng Nga. Theo thông tin từ nhiều người lính Ukraine tại đây, cuộc rút lui của Ukraine rất thiếu tổ chức. Bảy quân nhân thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đã trả lời phỏng vấn của Washington Post về những ngày cuối cùng của họ tại thành trì Adika. Khi bị Nga tấn công dồn dập, những người lính này đều sử dụng hô hiệu theo quy tắc quân sự của Ukraine. Major mới tới Adica trong tuần thứ hai của tháng 2 năm 2024. Major trú trong một ký túc xá sinh viên hai tầng cũ kỹ khi quân nga bắt đầu tấn công ác liệt vào vị trí của đơn vị anh ta. Cuối cùng một nhóm lính nga được huấn luyện tốt đã bắn trúng vị trí đơn vị này bằng súng B-41. Sau đó lính nga tiến lên đánh nhau với quân ukraine bên trong tòa nhà. Lính nga dồn Major vào một góc phòng và kêu gọi anh ta đầu hàng. Major vừa xin lính nga dừng bắn vừa tìm cách thoát thân một số lính Ukraine đến giải cứu cho Major. Trong cuộc giao tranh hỗn loạn sau đó, Major thoát an toàn qua cửa sổ tầng 2 của ký túc xá. Đơn vị của Major sau đó được phân công tới một dãy cây dọc theo đường di tản, một trong những tuyến phòng ngự cuối cùng để yểm trợ cho lực lượng Ukraine rút ra ngoài thị trấn. Chẳng bao lâu sau đó, quân Nga chút đạn pháo cấp tập xuống vị trí đơn vị của Major. Khi đơn vị của Major rút hoàn toàn khỏi Adika, anh ta nhìn thấy đoàn quân phía trước mình ngập trong hỏa lực pháo của Nga. Major ngậm ngùi, đó là những cá nhân xuất sắc nhất. Ngay trước mắt tôi, những con người chạc tuổi tôi, tầm 20-30 tuổi ngã xuống. Đó là con đường tử thần. Trận chiến ký túc xá và những quả đạn pháo rơi sát. Shun, 23 tuổi. Shun đến vị trí của mình tại Adika vào sáng sớm ngày 9 tháng 2, thực thi nhiệm vụ cùng Major bên trong tòa ký túc xá 2 tầng. Một lính Ukraine bắn B-41 vào một xe bộ binh của Nga bên ngoài cửa sổ, nhắm trúng lái xe. Chiếc xe mất lái và binh sĩ Nga ngồi trên đó nhảy ra ngoài, Chun kể tiếp, chúng tôi bắt đầu bắn gục những người lính đó. Theo Chun, vài ngày tiếp theo, quân Nga cố gắng đột kích vào vị trí của chúng tôi hết đợt này đến đợt khác. Khi lệnh rút lui được ban ra, Chun rút đi bằng một xe thiết giáp chở quân không có cửa sổ để Chun nhìn ra bên ngoài, nhưng từ các âm thanh xung quanh, anh ta cảm nhận được có một quả đạn pháo rơi ngay phía trước xe và một quả khác bên cạnh sườn xe khi chiếc xe lao ra khỏi thị trấn. Cuộc chiến trong các ngôi nhà hoang, qua lời kể của Kakat, 20 tuổi. Vài ngày sau khi được triển khai tới nhà máy than cốc ở Adica, tiểu đội trưởng Kakat ra lệnh cho các binh sĩ dưới quyền đánh lui các cuộc tấn công vào vị trí của họ bên trong các ngôi nhà bỏ hoang. Khoảng 3 phần tư quân số Nga mà họ phải đương đầu có vẻ đều được huấn luyện quân sự rất chuẩn chỉ, Kakat nhận xét. Trong khi đó, chỉ nhìn hơn một nửa số lính của anh ta là đã có kinh nghiệm trận mạc. Nhóm lính của Kakat rút lui bằng các loại xe bao gồm xe bán tải Toyota Hilux đã bị hư hại nhiều và không còn kính chắn gió. Kagat tin rằng nếu lệnh rút lui được ban ra sớm hơn thì sẽ tốt hơn. Sớm hơn 5 tiếng đồng hồ sẽ tạo ra sự khác biệt. Tay súng thiện xạ Svet thường xuyên di chuyển giữa các vị trí ở Adika, bắn hạ nhiều binh sĩ Nga. Cố thủ bên trong các tòa nhà dân bỏ hoang, Svet đã phải rất sáng tạo trong tìm kiếm hòa điểm. Có lúc anh ta nằm bên trên một tủ quần áo để có thể bắn tốt hơn. Anh ta nói, tôi học mọi thứ cần thiết để biết về các vị trí bất ổn ở Adika. Svet nhận xét, kỹ năng tác chiến của lính Nga không thực sự đồng đều, một số thì chỉ mang quân phục và súng cơ bản, số khác được trang bị tiên tiến hơn. Trong quá trình tác chiến, Svet bị chấn động mạnh 3 lần và chỉ huy của anh ta đã hỏi ý kiến của quân y và tính đến chuyện sơ tán. Svet kể về lúc bị chấn động mạnh. Tôi cảm thấy như ai đó đập chảo vào đầu mình, cuột bóng chảy vào tôi rồi đấm đá tôi. Svet đồng ý di tản khỏi Adika, nhưng khi di chuyển ra khỏi thị trấn này cùng với ba thương binh Ukraine khác, một UAV Nga đánh trúng chiếc xe chở họ và khiến Svet hứng chịu cú chấn động thứ tư. Rất may, cả nhóm vẫn sống sót. Đối mặt với làn sóng tấn công của Nga, lời kể của Bandit, 27 tuổi. Đến Adika lần đầu vào ngày 8 tháng 2, Bandit chứng kiến cảnh hoang tàn tại đây. Những chú chó hoang vật vờ giữa các ngôi nhà bị pháo kích, những đống đổ nát hiện diện ở khắp nơi. Bandit là một xã thủ súng máy. Anh ta lập chốt bên trong một ngôi nhà một tầng và dõi theo các đợt tấn công của quân Nga vào mỗi buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Anh ta kể, lính Nga tầm 40 đến 50 tuổi. Ngày thứ ba, quân Nga tấn công không ngừng nghỉ vào vị trí của Bandit, sử dụng vũ khí nhỏ, UAV, súng cối và pháo và cả bom thả từ máy bay, buộc nhóm của Bandit phải rút sang một ngôi nhà đổ nát gần đó. Một UAV đâm sầm vào ngôi nhà thứ hai này, bị kẹt ở khung thép, vỡ vụn nhưng không phát nổ. Khi được lệnh rút lui, Bandit và đồng đội chiếm lĩnh vị trí dọc theo dãy cây để yểm hộ cho lực lượng Ukraine rút quân. Thế rồi bom đạn trùm lao tới tấp xuống vị trí của nhóm Bandit. Viên đội trưởng bảo họ không phải đợi xe nữa mà hãy quốc bộ khỏi nơi này. Cả nhóm đi bộ dưới làn đạn pháo trong đêm cố gắng duy trì khoảng cách 5-10 mét giữa mỗi người lính để giảm nguy cơ bị quân Nga phát hiện cũng như để giảm thiểu thương vong. Vai trò trinh sát của Fadia, 24 tuổi Fedia lái xe vào Adika, chiếm lĩnh vị trí tại một trung tâm chỉ huy ở nhà máy Thàn Cốc. Anh ta được trao nhiệm vụ thông báo nhanh về tình hình bộ binh đến đây và thực hiện trinh sát các vị trí có thể dùng đến khi rút lui. Anh ta cũng giám sát hoạt động của binh sĩ đóng trong chiến hào lớn gần nhà máy. Tuy nhiên, trong các ngày sau đó, người ta thấy rõ là quân Nga đang kiểm soát các khu vực trọng yếu và sẽ nhanh chóng khóa chặt các lối thoát khỏi thị trấn. Ferdia quan sát quân đối phương khép kín dần vòng vây. Khi có lệnh triệt thoái khỏi đây, Fedia chỉ dẫn các binh sĩ Ukraine về cách rời khỏi vị trí. Cuối cùng, Fedia cũng rời khỏi thị trấn, tự lái một chiếc ô tô không bọc thép, trước đó dùng để vận chuyển đạn dược và sơ tán thương binh. Trên đường ra ngoài thị trấn, Fedia cho biết anh ta rất căng thẳng. Anh ta nghĩ nếu họ đợi lâu hơn, việc sơ tán sẽ bất khả thi vì mọi người đều sẽ chết hết. Lo sợ sập bẫy của lính Nga, theo lời kể của Gerich, 28 tuổi. Ngay trước khi rút khỏi Adika, một người lính thuộc đơn vị UAV Ukraine cạnh đó lao vào trung tâm chỉ huy của Gerich bên trong nhà máy than cốc, cầu xin sự giúp đỡ. Người lính này kể, một cuộc tấn công của đối phương vào giữa đêm đã làm vỡ một mảng bê tông lớn và khối này đè lên đồng đội của anh ta. Gerich và đồng đội lúc đấy thực sự hoang mang, câu chuyện có thể đúng trong bối cảnh quân Nga đang khép chặt vòng vây, nhưng cũng có thể thấy đấy là một cái bẫy của lính Nga răng ra. Nhóm Gerich từ chối giúp đỡ cho đến khi nào họ có thể sang bình được danh tính của người lính lạ xin giúp đỡ cuối cùng người lính đó cũng tự kéo được đồng đội ra khỏi đống đổ nát vài tiếng sau đó nhóm của greg xác minh được cặp đôi này đúng là lính ukraine họ mới điều trị cho người lính bị thương do bị bê tông đè vào chân cung cấp cho anh ta thực phẩm và thuốc lá rồi giúp anh ta sơ tán tới lượt nhóm greg rút lui họ nhận ra quân nga sẽ mau chóng chiếm gọn trung tâm chỉ huy của mình thế là cả nhóm vội vàng tiêu hủy tất cả các tài liệu nhạy cảm như tài liệu cá nhân các mệnh lệnh bản đồ ghi chú bằng tay về tọa độ lịch trực chiến sau đó lính Nga nhanh chóng tràn vào nhà máy than cốc. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông hy vọng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky sẽ đưa ra đề xuất về những thay đổi tiếp theo trong quân đội Ukraine. Tổng tư lệnh có toàn quyền thực hiện những thay đổi nhân sự trong quân đội, ở bất kỳ sở chỉ huy nào, ở bất cứ đâu. Tất cả các chỉ huy Ukraine phải hiểu về mặt trận, phải hiểu nhu cầu thực sự để có thể gần gũi với các chiến sĩ và phải là những người phù hợp để đạt được các mục tiêu của Ukraine. Ông Zelensky nói: "Đầu tuần tới sau khi tướng Siski trở về từ mặt trận, tôi mong đợi được nghe báo cáo chi tiết từ ông ấy, cũng như đề xuất về những thay đổi tiếp theo mà chúng ta nên thực hiện và cách chúng ta nên hành động trong tương lai." Trước đó vào hôm mùng 2 tháng 3, tổng tư lệnh Siski tuyên bố thay đổi nhân sự, trong số các chỉ huy lữ đoàn có hành động gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của cấp dưới. Ông Siski cho biết: "Tôi tiếp tục làm việc ở mặt trận phía Đông." Trong 3 ngày, tôi đã hiểu khá rõ vì sao cùng mức nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một số lữ đoàn lại có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương và giữ vững vị trí của mình, trong khi các lữ đoàn khác thì không. Theo ông Siski, sau khi nghe ý kiến của các chỉ huy lữ đoàn và cấp phó của họ, tất cả các quy định cần thiết đã được đưa ra liên quan đến việc bổ sung lực lượng dự bị, đạn dược, máy bay không người lái và các thiết bị khác. Trong một số trường hợp, khi người chỉ huy không nắm rõ tình hình và có những hành động mệnh lệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cấp dưới, thì tôi phải đưa ra các quyết định về nhân sự. Một đoạn video được công bố cho thấy binh lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine. Một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ngày hôm nay cho thấy một quân nhân Nga mặc quân phục, đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ. Chúng tôi, những người binh lính Nga, bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với các xe tăng Abrams mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine. Người lính Nga nói bằng tiếng Anh trong video gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau đó, người lính này tiếp tục giải thích rằng họ muốn cảm ơn ông Biden vì đã tạo cơ hội cho các binh lính Nga kiếm thêm tiền thưởng từ việc phá hủy các thiết bị do phương Tây cấp cho Ukraine. Binh lính Nga đề nghị Tổng thống Biden gửi thêm xe tăng Abram vì số xe đã được chuyển đến Ukraine rất ít và lực lượng Nga phải dành nhiều thời gian để săn lùng các phương tiện quân sự này. Người lính này cũng nói rằng chắc chắn không có đủ xe tăng Mỹ ở Ukraine để mọi quân nhân Nga đều nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng. Binh lính Nga thậm chí còn đề nghị gửi cho ông Biden 10% hoa hồng từ mỗi khoản tiền thưởng mà họ nhận được sau khi phá hủy thiết giáp hạng nặng do Mỹ sản xuất binh lính nga cũng đề nghị ông Biden nên mua một thẻ thanh toán mia của nga để họ gửi tiền cho ông dễ dàng hơn. Đoạn video kết thúc với cảnh binh lính nga ca ngợi tổng thống Biden là một người yêu nước thực sự và là tổng thống Mỹ tốt nhất, đồng thời bày tỏ hy vọng về mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi. Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng. lính nga nói một cách mỉa mai. Ban đầu, Mỹ thông báo giao 31 xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đến mùa thu, quá trình này mới hoàn tất và Abrams vắng bóng ở tiền tuyến cho đến tận tháng 2 năm nay. Các hãng tin của Nga đưa tin, một xe tăng Abrams và một phương tiện ra phá bom mìn do Mỹ sản xuất dựa trên khung gầm Abrams đã bị phá hủy ở Donbass. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc phá hủy chiếc Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất cứ loại vũ khí nào cung cấp cho Kiev đều sẽ bốc cháy và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất cũng không ngoại lệ. Theo hãng tin TASS, mẫu máy bay không người lái UAV giúp lực lượng quân đội Nga hạ gục xe tăng Abrams đầu tiên trên chiến trường Ukraine là máy bay không người lái tự sát, góc nhìn thứ nhất có tên là Piranha. Xe tăng Abrams sở hữu pháo chính cỡ nòng 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm. Xe tăng này có thể đạt vận tốc tối đa là 67 km h với kiếp lái 4 người. Gustav Grissel, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, có trụ sở tại Đức cho biết, sự phát triển liên tục của các loại máy bay không người lái trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Chuyên gia này cho rằng khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy là khá cao. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hàng nghìn xe tải bị kẹt lại khi nông dân Ba Lan chặn toàn bộ 6 cửa khẩu với Ukraine. Andriy Demchenko, người phát ngôn cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine thông báo rằng những người biểu tình Ba Lan tiếp tục chặn tất cả 6 cửa khẩu ở biên giới hai nước nông dân Ba Lan tiếp tục chặn xe tải lưu thông trên tất cả 6 cửa khẩu. Tính đến sáng nay, tổng cộng hơn 2.400 xe chở hàng đã xếp hàng tại tất cả các cửa khẩu ở biên giới Ba Lan, chờ đợi vào Ukraine. Ông nói, quan chức này cho biết các hàng dài xe tải được quan sát thấy tại các trạm kiểm soát Karakivets và Jahodin. Ở chiều ngược lại, xe tải từ Ukraine vào Ba Lan cũng bị chặn. Ông Demchenko chỉ ra rằng những người biểu tình không chặn đường các loại phương tiện giao thông khác, bao gồm cả ô tô khách và xe buýt. Nông dân Ba Lan tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn từ tháng trước để phản đối điều mà họ mô tả là sự cạnh tranh không công bằng từ Ukraine trong lĩnh vực nông nghiệp và các quy định về môi trường của Liên minh châu Âu. Họ đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine, cũng như các đường cao tốc và người biểu tình đã đổ sản phẩm ngũ cốc của Ukraine ra khỏi toa tàu. Trước đó đã có một số vụ việc ngũ cốc Ukraine bị đổ ra đường. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng tình hình ở biên giới Ba Lan từ lâu đã đi quá xa cả về mặt kinh tế và đạo đức. Cuối cùng, chúng ta cần phải tìm ra giải pháp cho tình hình ở biên giới Ba Lan, vốn từ lâu đã vượt qua bất kỳ giới hạn nào cả về kinh tế và đạo đức, ông nhấn mạnh. Ông thừa nhận đang gặp những khó khăn mà Ukraine đang phải đối mặt với chiến sự kéo dài hơn 2 năm qua, nhưng tin tưởng rằng Kiev sẽ có thể vượt qua được những khó khăn và chiến thắng Nga. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến với Nga, nhưng quan hệ giữa hai bên đã có sự giãn nứt liên quan tới căng thẳng về mặt hàng ngũ cốc. Ba Lan từ đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine với lý do cần phải bảo vệ nông dân trong nước trước làn sóng sản phẩm nông sản giá rẻ tràn vào thị trường nội địa. Nông dân Ba Lan cho rằng việc EU mở cửa thị trường cho nông sản của Ukraine đã khiến giá mặt hàng này trong nước giảm, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và ảnh hưởng tới quyền lợi của họ. Điều đó đã buộc họ phải hành động. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trước khi rời kênh mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi cảm ơn quý vị xin chào và hẹn gặp lại